Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh Giá Rẻ 2022 và em là Lão Nguyễn. Hiện tại em đang có mặt tại khu dân cư. Đó, căn nhà này thì sẽ nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện gần ngay khu thị 561 nha cô chú anh chị. Một căn nhà với đường ô tô và có sân trước 4m có thể đổ được ô tô nha cô chú anh chị. Đó, căn nhà với sổ hồng riêng. Hiện tại 3 căn thì bên em đã bán hết 2 căn rồi, chỉ là còn lại 1 căn thôi nha cô chú anh chị. Đó, căn nhà vừa mới được xây dựng xong, thiết kế rất là đẹp luôn, với đường rất là thông thoáng nha cô chú anh chị, đường bê tông 4m. Đó, từ vị trí của căn nhà này thì quý cô chú anh chị mình di chuyển đi chợ Bình Chánh thì chỉ có là 5 phút thôi nha cô chú anh chị. Đó, đây thì có một căn nhà có thể đậu ô tô ở trong sân luôn nha cô chú anh chị. Đó, nằm trong khu dân cư đã hiện hữu. Đó, đường thì có cống thoát nước đầy đủ cho quý cô chú anh chị. Ở đây thì vô cùng thoáng mát luôn. Và từ vị trí của căn nhà này thì quý cô chú anh chị mình di chuyển đi quận 6, quận 1, quận Bình Tân, bến xe miền Tây, dọc xe Phú Lâm thì chúng ta chỉ mất tầm từ là 20 phút thôi. Nó rất là gần để di chuyển luôn. Căn nhà đã được làm sẵn mái che cho quý cô chú anh chị, nó thích hợp sẵn. Nó phần mặt ngoài thiết kế rất là đẹp những cô chú anh chị. Đó, kế máy bằng rất là đẹp luôn, mái che, hai trụ cổng hai bên cùng với là một lớp cửa của cổng rào. Đó, phần nền nhà thì được xây dựng rất là cao hơn so với mặt đường những cô chú anh chị. Đó, sân trước 4m và có ốp gạch nhám chống trơn trượt, nó ngoài trời chú cô chú anh chị mình luôn rồi. Mái che thì đã được làm rồi những cô chú anh chị, với cuộn sắt bảo vệ ngăn ra giữa hai bên ở những căn nhà này. Đó, rất là mát luôn, rất thoáng mát luôn. Căn nhà này với là chiều ngang 4m, dài 20m, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng khách, một bếp nha quý anh chị. Đó, sân trước rồi cái phần mặt dựng của căn nhà của chúng ta đã được bên em nó dán gạch rất là sạch sẽ, rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Nó thay vì sử dụng sơn thì quý cô chú anh chị mình là sử dụng gạch thì nó sẽ bền hơn. Đó, dễ dàng cần xử lý lau chùi và vệ sinh hơn nha quý chú anh chị. Lớp cổng chính của căn nhà này là một lớp cửa thép 4 cánh. Đó, được sơn màu xám xin pha với kính cường lực. Đó, rất dưới chân cầu thang nha quý cô chú anh chị, thì quý cô chú anh chị mình có thể là tận dụng để chúng ta thiết kế một cái kệ gỗ hoặc là một cái kho để quý cô chú anh chị mình cất giữ những vật dụng mà ít khi dùng đến. Cầu thang thì sẽ có tay vịn là trụ gỗ cùng với cái phần mặt này thì sử dụng là kính cường lực, nó rất là đẹp và sang trọng luôn nha quý cô chú anh chị. Cùng với đó cái phần đá hoa cương để ốp mặt cầu thang thì cũng rất là đẹp, có những cái vân nè, nhìn rất là đẹp, rất là dễ dàng và lau chùi, và được ốp cái phần đế chân tường ngay đây. Đó, đó, khi mà chúng ta bước đi thì cũng không có bị dơ cái phần sơn của phần tường nha quý anh chị. Đó, trần thì làm họa tiết phần chỉ nổi rất là đẹp những quý anh chị. Đó, không gian phòng khách của chúng ta vô cùng rộng rãi luôn, và sẽ có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt nha quý anh chị, phù hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm một căn nhà nó có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt này. Đó, để chúng ta có thể là ở dưới tầng trệt này, nó không phải đi cầu thang, vô cùng tiện lợi luôn nha quý cô chú anh chị. Ở trần thì phía bên trong này nó là trần cao, nó họa tiết bên trong thì cũng nhìn rất là bắt mắt luôn. Hệ thống dây điện của là máy lạnh, sau này về quý cô chú anh chị mình có thể lắp máy lạnh vào sử dụng thì cũng dễ dàng hơn.
Cửa của phòng ngủ thì sử dụng cửa nhôm cùng với kính mờ nha cô chú anh chị. Gạch ốp tường thì được ốp toàn bộ ở cái phần tầng 1 này, lên tầng trệt này lên là 1,2 m. Đó, tiếp đến là không gian bếp. Không gian bếp rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đã lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Đó, dãy tủ hình chữ L thì cũng rất là rộng rãi. Nó rất là ngang luôn. Ở trên dưới thì quý cô chú anh chị mình có thể tha hồ mà sử dụng nha. Đó. Đó, mặt bếp thì được sử dụng là đá hoa cương cùng với chậu rửa chén inox 304 nha cô chú anh chị. Đó, dưới đây thì cũng có là tủ luôn. Đó, vô cùng rộng rãi luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, vị trí này thì quý cô chú anh chị mình có thể là rửa rau rửa chén cùng, và vị trí này thì quý cô chú anh chị mình có thể dùng để nấu ăn. Phía trên cũng đã có tích hợp ổ điện nha quý cô chú anh chị. Đó, tích hợp ổ điện cùng với là phần mặt dựng của bếp cũng đã được ốp gạch, nó rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh khi chúng ta sử dụng nấu ăn. Đó, cửa sau rồi, căn nhà này chúng ta sẽ có một phần sân sau nữa nha cô chú anh chị. Đó, phần sân sau vô cùng thoáng mát luôn, sân sau giếng trời. Đó, phía trên thì bên em đã làm mái che sẵn cho quý cô chú anh chị luôn rồi. Đó, với công dụng của phần mái che này là lấy ánh sáng, đó, chống mưa nha quý cô chú anh chị, chống mưa tạt. Và cuối cùng là không gian nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt thì sẽ có đầy đủ tất cả các trang thiết bị vệ sinh thiết yếu, bồn cầu, lavabo, vòi sen. Nó gạch ốp tường thì được ốp lên là 1,6 m nha quý chú anh chị, với đèn chiếu sáng bên trong. Đó. Nhà mới 100% nha quý chú anh chị, nhà mới 100% luôn, rất là đẹp. Với tông nhà màu trắng nền gạch thì vẫn sử dụng màu trắng luôn, rất là sang trọng luôn. Đó, và sau đây mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em tiến lên cái phần tầng 1 của căn nhà. Đó, phía trên đây thì đã có lắp đèn chiếu sáng cầu thang nha quý chú anh chị. Đó, trần ở trên. Đó, rất là cao luôn. Đó, cầu thang thì sẽ có tay vịn trụ gỗ xuyên suốt từ dưới tầng trệt lên tầng 1 nha quý chú anh chị. Đó, cùng với là kính cường lực. Phần tầng 1 này thì sẽ là ba phòng ngủ cùng với là một nhà vệ sinh nha quý chú anh chị. Đó, ba phòng ngủ thì sẽ có một cái căn phòng ở phía trước ra ban công đó. Quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng làm một cái không gian phòng thờ. Ở đây là không gian phòng ngủ số 2. Không gian phòng ngủ này sẽ rộng hơn so với không gian ở phía dưới tầng trệt nha quý cô chú anh chị. Rộng hơn. Ở đây thì chúng ta có thể đặt giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm vô cùng thoải mái luôn. Phía trên trần vẫn là trần thạch cao. Họa tiết rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, rất là sang trọng luôn, hệ thống dây điện của máy lạnh. Đó, cùng với là cửa thì vẫn dùng là sử dụng cửa nhôm với kính mờ. Đó, để ra tăng độ riêng tư cho không gian phòng ngủ của chúng ta nha quý cô chú anh chị. Nhà vệ sinh ở phía trên tầng 1 của căn nhà vẫn là bồn cầu lavabo, vòi sen inox, hệ thống dây điện phía trên. Và phía trên đó sẽ có một cái van. Cái van này là van của bồn chứa nước đúng không chú chị. Bồn chứa nước sẽ được đặt trên trần của nhà vệ sinh này. Đó, với công dụng là sẽ giữ trữ nước cho quý cô chú chị. Đề phòng trường hợp có cúp nước thì chúng ta vẫn có nước sinh hoạt ở phía bên trong nhà. Thì bồn phía trên là thể tích là 500 lít nha quý cô chú chị. Ở đây là không gian phòng ngủ số 3. Không gian phòng ngủ này đặc biệt hơn là sẽ có một phần cửa sổ để chúng ta nhìn ra phía sau căn nhà nha quý cô chú chị. Căn phòng ngủ có cửa sổ thì sẽ vô cùng thoáng mát luôn. Đó, vô cùng thông thoáng luôn nha cô chú anh chị. Đó, phía trên thì bên em cũng đã có là cái phần mái che của cái cửa sổ này, mưa sẽ không bao giờ tạt cô chú anh chị. Đó, mở cửa sổ ra thì rất là mát luôn. Đó, đầy đủ ánh sáng luôn nha cô chú anh chị. Đó, tiếp đến sẽ là căn phòng cuối cùng với phần mặt trước hướng ra ngoài ban công nha cô chú anh chị.
chỉ còn một căn duy nhất thôi nha quý cô chú chị, sổ hồng riêng đường ô tô đó, với sân trước có thể đậu được ô tô luôn nha quý cô chú chị. Ở không gian phòng này thì bằng với diện tích của không gian một cách anh vô cùng rộng rãi, rất thích hợp để quý cô chú chị mình làm một cái phòng nghỉ ngơi ở phía trên tầng 1 hoặc là một cái phòng thờ. Đó, thiết kế đèn đầy đủ như cho quý cô chú chị, đèn led trần thạch cao cùng với hai cửa lấy sáng hai bên cùng với một cửa hai cánh ra ngoài phần ban công nha quý cô chú chị. Ban công thì được đúc suốt cái phần mặt trước của căn nhà với chiều ngang 4m thì sẽ vô cùng rộng rãi luôn nha quý cô chú chị. Đúc suốt cái phần mặt trước 4m đó, rất là rộng luôn, nằm trong khu dân cư đã hiện hữu rồi nha quý cô chú chị. Ở đây thì chỉ còn một căn này là căn cuối cùng, nó nằm trong khu dân cư đã hiện hữu ở gần ngay khu đô thị 561 nha quý cô chú chị. Từ đây chúng ta đi chợ Bình Chánh thì chỉ có là 5 phút thôi, rất là gần luôn đó. Và hiện tại giá của căn nhà này vô cùng ưu đãi luôn nha quý cô chú chị, giá chính xác của nó là 2 tỷ 250 triệu, 2 tỷ 250 triệu. Nó sổ hồng riêng mua là sang tên công chứng trong ngày. Và quý cô chú anh chị hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng theo dõi kênh em. Và có muốn đi xem nhà thì có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của em để phía bên dưới màn hình. Và bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Em xin mến chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh Giá Rẻ 2022. Và em là Lâm Nguyễn nha quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà với diện tích là 100m2. Đó, với công năng sử dụng là sẽ là có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp, với giá vô cùng rẻ luôn nha quý cô chú anh chị. Và sẽ có sổ hồng riêng đó, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến là 1 tỷ cho quý cô chú anh chị. Căn nhà này sẽ có vị trí là nằm trên trục đường 835B nha quý cô chú anh chị, nó phía sau chợ Hưng Long, đường 835B gần ngay chợ Hưng Long và chợ Long Thượng đó. Hiện tại giải này có 4 căn nhà thì đã bán được 2 căn rồi nha quý chú anh chị. Đường trước nhà của chúng ta là đường bê tông 3m, nó ô tô thì có thể vào đến tận nhà cho quý chú anh chị. Từ vị trí của căn nhà này chúng ta đi đường nhựa ra đến đường nhựa thì chưa đến 100m cho quý chú anh chị. Căn nhà với thiết kế châu Âu tân cổ điển rất là đẹp luôn, phù hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm căn nhà để chúng ta có thể ở đông người mà giá rẻ nữa nha quý cô chú anh chị. Và điều đặc biệt là sẽ có sổ hồng riêng đó, để đảm bảo cho quý cô chú anh chị chúng ta có thể vay ngân hàng được luôn. Căn nhà này thì sẽ có hướng chánh nam, rất thích hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm căn nhà có hướng phong thủy là đông tứ trạch nha quý cô chú anh chị. Đó, nhà chúng ta sẽ có là sân trước và sân sau. Sân trước thì đã làm cổng rào cho quý cô chú anh chị với hai trụ cổng hai bên. Ở sân trước thì có chiều ra là 2m rưỡi nha quý cô chú anh chị, và được lót gạch rất là sạch sẽ luôn, rất là đẹp. Nhà này thì là nhà mới 100% nha quý cô chú anh chị. Đó, ban công phía trên thì có chiều ra là 1m2, nó rất là đẹp luôn. Phía ngoài sân này vẫn có ống nước cho chúng ta nha quý cô chú anh chị, để quý cô chú anh chị mình có thể là trồng hoa phía trước rửa sân. Đó, lớp cổng chính của căn nhà thì sẽ có một lớp cửa thép 4 cánh được sơn màu xin pha với tính cường lực. Đó, rất là dày và chắc chắn nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách của chúng ta thì sẽ có nền gạch ống kính, đường kính gạch là gạch 60cm với trần thạch cao hình hộp, đèn led chiếu sáng. Và trần của không gian phòng khách này cũng có lắp đặt sẵn cho quý cô chú anh chị một cái đèn trần rất là đẹp luôn. Cầu thang thì sẽ được đặt cạnh cửa ra vào luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, một hàng đi lên. Đó, tông nhà phía bên trong là tông màu trắng, rất là sang trọng và trang nhã. Không gian phòng khách của chúng ta vô cùng rộng rãi luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, thì vị trí này thì quý cô chú anh chị mình có thể lắp đặt tivi. Đó, phía dưới trần cầu thang thì cũng đã có ổ cắm điện rồi. Nhà nằm trong khu dân cư đã hiện hữu nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách thì sẽ liền kề với không gian bếp, nó để quý cô chú anh chị mình có thể vừa nấu ăn ở phần không gian bếp này, vừa có thể trong nhà luôn nha quý cô chú anh chị. Đó,
Không gian bếp này thì có tủ bếp trên và tủ bếp dưới với chất liệu là gỗ, với phần mặt bếp là đá hoa cương. Phần mặt dựng của bếp thì cũng đã có ốp những tấm gạch hoa văn rất là đẹp, tạo điểm nhấn cho không gian bếp, và cũng như là quý cô chú anh chị mình nấu ăn dù mở có gian thì chúng ta cũng dễ dàng lau chùi và vệ sinh hơn. Đó. Phía bên kia thì quý cô chú anh chị mình có thể nấu ăn, và vị trí này thì là bồn rửa chén inox 304 cho quý cô chú anh chị. Đó, phần tủ bếp được đúc luôn nha quý cô chú anh chị. Đó. Rất là đẹp luôn. Không gian phòng khách và không gian bếp thì vô cùng rộng rãi. Trần thạch cao, nó đúc suốt cái phần trệt này. Và điều đặc biệt hơn là căn nhà này sẽ có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt, phù hợp với gia đình nào có cô chú lớn tuổi hoặc là trẻ em. À, nhà chúng ta có từ 6 tới 8 người thì ở vô cùng thoải mái luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng ngủ này với diện tích cũng vừa phải thôi, nhưng mà sẽ có thể đặt được một giường ngủ và một tủ quần áo thì vô cùng thoải mái luôn nha quý cô chú anh chị. Cửa thì vẫn là cửa ép sân tĩnh điện cùng với là kính mờ, mở tăng độ riêng tư cho công nhân phòng ngủ này. Phía trên thì vẫn là đèn thạch cao, ở trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cùng với hệ thống dây điện của máy lạnh đã lắp đặt sẵn nha quý cô chú anh chị. Nó phía bên trong được thiết kế rất là nhiều ổ cắm điện luôn. Và tiến về phía sau của căn nhà thì chúng ta sẽ còn là một nhà vệ sinh cùng với là khoảng sân sau nha quý cô chú anh chị, ngang 5m và dài 20m. Nó căn nhà của chúng ta 100m2, vô cùng rộng rãi luôn. Đó, nhà vệ sinh này thì sẽ có là bồn cầu, lavabo, vòi sen, gương cùng với là gạch ốp tường đã được ốp lên tới trần, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó, phía bên trong căn nhà của chúng ta phía trên thì vẫn có một khoảng giếng trời để lấy ánh sáng. Đó, rất là thoáng mát luôn nha quý cô chú anh chị, rất là đầy đủ ánh sáng luôn. Đó, đây là cái khoảng sân phía sau của căn nhà. Đó, với sổ hồng riêng mua là sang tên công chứng trong ngày luôn nha quý cô chú anh chị. Từ vị trí này thì chúng ta di chuyển đi chợ Bình Điền, quốc lộ 50 thì chỉ mất tầm từ 20 phút thôi nha quý cô chú anh chị. Đó, cầu Ông Thình thì chúng ta đi cũng chỉ mất tầm là 20 phút thôi, rất là gần luôn, rất là thuận tiện di chuyển luôn. Đó, đi chợ Bình Chánh thì chỉ mất có 8 phút thôi. Cầu thang sẽ có tay vịn trụ gỗ, với mặt cầu thang được ốp đá hoa cương giúp quý cô chú anh chị mình dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Đó, bên trên tầng 1 sẽ có thiết kế vô cùng đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, cầu thang thì chúng ta di chuyển bước đi thì cũng vô cùng thoải mái luôn. Phần tầng 1 này thì sẽ có thiết kế là một phòng thờ, hai phòng ngủ cùng với một nhà vệ sinh nha quý cô chú anh chị. Phần nền gạch của phần tầng 1 này thì được ốp gạch giả gỗ, rất là đẹp luôn, gạch cũng kính giả gỗ, rất là sang trọng nha quý cô chú anh chị, đi kèm với tông nhà màu trắng. Nhà của chúng ta rất là sang trọng luôn. Đây là không gian phòng thờ nè quý cô chú anh chị. Đó, trần của phần tầng 1 này vẫn là trần thạch cao, nguyên khối cùng với đèn led chiếu sáng nha quý cô chú anh chị. Không gian phòng thờ này cũng có lắp đặt sổ ổ cắm điện cho quý cô chú anh chị. Đó, và phía bên tay phải em đây là nhà vệ sinh cùng với là một phòng ngủ nữa. Nhà vệ sinh này vẫn có thiết kế tương tự như là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt, rất là rộng rãi, quý cô chú anh chị mình có thể ngăn ra tầng 2, nó để một bên là mình làm là phòng tắm và một bên là để làm nhà vệ sinh. Gạch ốp tường cũng được ốp lên tới trần luôn nha quý cô chú anh chị, vẫn là bồn cầu, lavabo, vòi sen, inox cùng với là kính, đó, gương đã được gắn ở phía bên trong. Cửa của không gian nhà vệ sinh thì sử dụng cửa nhôm. Đó, đây là không gian phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Nó thiết kế vô cùng đặc biệt và rộng rãi. Này thì quý cô chú anh chị mình thoải mái đặt một tủ quần áo, một giường ngủ, một bàn trang điểm ở phía bên trong luôn. Còn đây là cửa sổ, nó giúp cho căn phòng ngủ của chúng ta thông thoáng hơn nha quý cô chú anh chị. Đó, thông ra giếng trời. Đó, căn nhà thuộc hướng chính nam, phù hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm căn nhà có nguồn tỷ là đông tứ trạch. Nó vô cùng đặc biệt. Vừa đi lên cầu thang thì con sẽ có một khoảng trống ra cửa sổ thế này, thì giúp cho cái phần cầu thang của chúng ta nó luôn thoáng mát và đầy đủ ánh sáng nha quý chú anh chị. Tiếp đến là không gian phòng ngủ số 3, vẫn là sử dụng cửa thép và kính cường lực, kính mờ, tăng độ riêng tư cho không gian phòng ngủ này nha quý chú anh chị.
ở căn phòng này với nằm mặt ngoài hướng ra ban công, rất là đẹp luôn. Đó, xong riêng mua sang tên công chứng trong ngày luôn nha quý chính chị. Đó, căn nhà thiết kế vô cùng là đẹp luôn. Đó, ban công, cửa là ban công, là cửa bốn cánh. Đó, rất là mát. Đó, thì đường nhựa là vị trí đó nha quý cô chính chị. Từ đây ra đó chưa đến 100 mét nha quý chính chị. Đó. Ban công thì sẽ có lan can tay vịn làm bằng thép, đó, hình vòm rất là đẹp luôn. Đó, chừa ra cho chúng ta là 1 mét. Dân cư xung quanh thì đã hiện hữu rồi. Căn nhà này được ngân hàng hỗ trợ vay tối đa là được 1 tỷ đồng nha quý chính chị. Tỷ đồng thì đã bán được 2 căn rồi, chỉ còn lại có 2 căn thôi, sổ hồng riêng 120-100 mét vuông. Đó, và giá chính xác của căn nhà này là 1 tỷ 690 triệu nha quý chính chị, 1 tỷ 690 triệu. Đó, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Đó, và quý cô chú anh chị hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng theo dõi kênh em, để cùng chờ đón thêm nhiều video hơn nữa. Và giờ mình xin kết thúc clip này tại đây. Mình xin mến chào và hẹn gặp lại. Và rồi, xin chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh của Lan Nguyễn. Hôm nay lại tiếp tục một căn nhà gia chủ có nhờ kênh Nhà Bình Chánh của Lan Nguyễn quay bán giúp cho quý cô chú anh chị một căn nhà nằm gần ngay ngã tư Phước Lý. Đó, cách chợ Bình Chánh chỉ có 2,5 km thôi, và căn nhà này pháp lý rõ ràng, nó đã có sổ hồng rồi nha cô chú anh chị. Và điều đặc biệt là đường vào nhà là đường bê tông 5m, và đường trước nhà cũng là đường bê tông 5m, ô tô có thể vào đến tận nhà chú cô chú anh chị. Đó, căn nhà này thì chị Lan nó có nhờ em quay bán giúp cho cô chú anh chị với đường ô tô có thể vào đến tận nhà. Cho quý cô chú anh chị mình có thể thấy luôn, đường rất là lớn, cùng với đó là hệ thống ống cống thoát nước đầy đủ hết cho chúng ta. Đó, ở đây thì quý cô chú anh chị mình không cần phải sợ, không cần phải lo về vấn đề ngập nước nha quý cô chú anh chị. Đó, ô tô vào đến tận nhà cho quý cô chú anh chị, và nằm trong khu dân cư đã hiện hữu rồi, dân cư xung quanh sinh sống rất là đông đúc rồi nha quý cô chú anh chị. Và chỉ có một căn này đó là kêu bán thôi. Đó, lý do chị Lan bán nhà là bán nhà về ở với con cũng có chính trị đó, nên dư ra một căn nhà thì đang cần bán đó, thì nên là mới bán nhau của chính trị. Căn nhà với diện tích là ngang 3m6 và dài 10m, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 bếp. Và căn nhà này còn rất là mới luôn. Đây, từ vị trí ở phía bên ngoài vào thì căn nhà của chúng ta là vị trí số 5. Đó, tính từ căn mặt tiền đường ở ngoài nha cô chú anh chị. Phần nền nhà cũng xây dựng có một khoảng cách với phần mặt đường. Đó, cống thoát nước thì đầy đủ. Ở đây thì chúng ta sẽ không sợ ngập nước, và phần mặt ngoài của căn nhà được thiết kế máy bằng rất là hiện đại luôn nha cô chú anh chị. Với ban công ở phía bên ngoài là được đúc suốt và chừa ra cho chúng ta là 1 mét, rất là đẹp. Căn nhà này thì sẽ phù hợp cho gia đình nào có từ 2 tới 4 người. Đó, cần một căn nhà để chúng ta ra riêng, và hiện tại đang tìm một căn nhà mà có tầm tài chính dưới 1 tỷ, pháp lý rõ ràng, đảm bảo về tài sản cho chúng ta, thì đừng nên bỏ qua căn nhà này đúng không quý anh chị. Đó, nằm ở trong phân khúc giá dưới 1 tỷ. Đó, rất là rẻ, pháp lý rõ ràng, đã có sổ hồng rồi nha quý anh chị. Và đầu tiên của căn nhà là sẽ có một lớp cửa thép 4 cánh màu trắng đó, với kính cường lực, cùng với là phía trước đã có lắp rèm cho chúng ta rồi nha cô chú anh chị. Bộ rèm rất là đẹp luôn. Tiến sâu hơn thì là không gian phòng khách ở căn nhà này. Hiện tại cô Lan nó đã dọn đi rồi đó, nhà trống nha cô chú anh chị, không có dọn dẹp nên là hơi bụi một xíu. Thì sau này về quý cô chú anh chị mình nhận nhà thì bên em sẽ lau dọn mới cho quý cô chú anh chị. Không gian phòng khách này thì sẽ có nền gạch bóng kính, đường kính gạch là gạch 60 cm, cùng với đó hai bên tường của chúng ta thì đã được ốp gạch 1m2, rất là sạch sẽ luôn, rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Cùng với đó là trần thì là trần thạch cao
trực họp cùng với đèn led chiếu sáng, và phía chính điện của không gian phòng khách này có gắn một cái đèn chùm rất là đẹp. Hai bên thì là đèn chiếu sáng cùng với là một cái quạt treo tường. Đó, đây là khung tranh đã có dán gạch rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Ngăn ra giữa không gian phòng khách và không gian bếp thì có một cái bức tường như thế này để có thể chắn ra giữa không gian phòng khách và không gian bếp. Đó, để nhìn trực tiếp vào thì sẽ không thấy không gian bếp. Thì bếp này là mặt bếp là đá hoa cương và đã có lắp đặt tủ dưới. Tủ dưới là tủ nhôm. Về thì quý cô chú anh chị mình có thể làm một bộ kệ tủ ở phía trên này nữa. Cùng với đó là phần mặt dựng của bếp đã được dán gạch, giúp chúng ta nấu ăn rồi mở có văn thì cũng dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Và đây là bồn rửa chén inox 304 đó. Phía sau này vẫn có hệ thống cửa sổ thông gió giúp cho căn nhà của chúng ta thông thoáng hơn giống cô chú anh chị. Phía dưới đây thì là vị trí để quý cô chú anh chị mình có thể lắp đặt máy giặt, ống cấp nước, xả nước và ổ điện ở phía trên. Nhà vệ sinh ở phía bên trong này thì sẽ có là bồn cầu lavabo màu sen, gạch ốp tường thì được ốp lên là 2 mét. Ốp lên 2 mét rất là sạch sẽ. Phía dưới chân cầu thang thì sẽ có một khoảng trống như thế này. Quý cô chú anh chị mình có thể làm một cái kệ gỗ hoặc là một cái kho để chúng ta có thể cất giữ những vật dụng ít khi dùng đến. Cầu thang sẽ có tay vịn là trụ gỗ cùng với mặt cầu thang được ốp đá hoa cương. Ở tay vịn này từ phía tầng trệt lên tới tầng 1 luôn nha quý cô chú anh chị. Với chiều ngang của không gian cầu thang là 1m2, nó bước đi thì vô cùng thoải mái. Và sau đây em xin mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em tiến lên phần tầng 1 của căn nhà để xem sẽ có thiết kế như thế nào nha quý cô chú anh chị. Hiện tại em đã có mặt tại tầng 1 của căn nhà. Phía bên tay trái em đây thì là nhà vệ sinh cùng với một cái cửa sổ thông gió lớn hơn ở phía dưới tầng trệt, giúp lấy ánh sáng và lấy không khí giúp cho căn nhà của chúng ta sẽ thông thoáng hơn. Nhà vệ sinh này vẫn có thiết kế tương tự như là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt. Nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh nó có sửa chữa gì thì cũng rất là dễ dàng nha quý anh chị. Tầng 1 này thì sẽ là 2 phòng ngủ cùng với một nhà vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên với cửa nhôm. Và phía bên trong vẫn sử dụng nền gạch 4 kính, đường kính gạch gạch 60 màu vàng nhạt, được ốp đế chân tường rất là sạch sẽ luôn. Không gian bên trong này thì là tông màu trắng, đèn chiếu sáng, đèn ngủ cùng với trần đóng la phong và có thêm một cái hệ thống thông gió cho không gian phòng ngủ này nha quý chú chị. Tiến về phần mặt trước của nhà là không gian phòng ngủ số 2. Không gian phòng ngủ này thì sẽ có diện tích lớn hơn không gian phòng ngủ vừa rồi, vẫn là cửa nhôm và không gian rộng hơn. Phần mặt ngoài hướng ra ban công thì sẽ có thêm hệ thống cửa sổ. Hệ thống cửa sổ thì đã có rèm cùng với là hệ thống cửa sổ hai cánh là bằng thép sơn tĩnh điện, tĩnh cường lực. Và cửa chính ra phần ban công cũng có rèm luôn nha cô chú anh chị. Do khóa bị hư rồi nên cô Lan đang kêu người vào để sửa đó, thì em không có thể quay cái phần ban công cho quý cô chú anh chị mình có thể xem được. Và hiện tại căn nhà này đang được cô Lan gửi bán cho bên em để báo giá với quý cô chú anh chị là mức giá chỉ có 900 triệu thôi nha quý cô chú anh chị. 900 triệu đó, rất là rẻ, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và quý cô chú anh chị có muốn đi xem nhà thì có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của em để phía bên dưới màn hình. Phải nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng theo dõi kênh em. Đó, và em xin nhắc lại giá của căn nhà này là 900 triệu, 900 triệu đồng nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em xin kết thúc clip tại đây, em xin mến chào và gặp lại. Xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh Giá Rẻ 2022 và em là Lão Nguyễn. Hiện tại em đang có mặt tại khu dân cư. Đó, căn nhà này thì sẽ nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện gần ngay khu thị 561 nha quý cô chú anh chị. Một căn nhà với đường ô tô và có sân trước 4m có thể đổ được ô tô nha quý cô chú anh chị. Đó, căn nhà với sổ hồng riêng. Hiện tại 3 căn thì bên em đã bán hết 2 căn rồi, chỉ là còn lại 1 căn thôi nha quý cô chú anh chị. Đó, căn nhà vừa mới được xây dựng xong, thiết kế rất là đẹp luôn, với đường rất là thông thoáng nha quý cô chú anh chị, đường bê tông 4m.
Đó, từ vị trí của căn nhà này thì quý cô chính chị mình di chuyển đi chợ Bình Chánh thì chỉ có là 5 phút thôi nha quý cô chính chị. Đó. Đây thì có một căn nhà có thể đậu ô tô ở trong sân luôn nha quý cô chính chị. Đó. Đó. Nằm trong khu dân cư đã hiện hữu. Đó, đường thì có cống thoát nước đầy đủ cho quý cô chính chị. Đó. Ở đây thì vô cùng thoáng mát luôn. Và từ vị trí của căn nhà này thì quý cô chính chị mình di chuyển đi quận 6, quận 1, quận Bình Tân, bến xe miền Tây, dọc xe Phú Lâm thì chúng ta chỉ mất tầm từ là 20 phút thôi. Nó rất là gần để di chuyển luôn. Căn nhà đã được làm sẵn mái che cho quý cô chính chị, nó thích hợp sẵn. Đó, phần mặt ngoài thiết kế rất là đẹp những cô chính chị. Đó, kế máy bằng rất là đẹp luôn. Mái che, hai trụ cổng hai bên cùng với là một lớp cửa của cổng rào. Đó. Phần nền nhà thì được xây dựng rất là cao hơn so với mặt đường những cô chính chị. Đó, sân trước 4m và có ốp gạch nhám chống trơn trượt. Nó ngoài trời chúng cô chính chị mình luôn rồi. Mái che thì đã được làm rồi những cô chính chị với cuộn sắt bảo vệ ra giữa hai bên ở những căn nhà này. Rất là mát luôn, rất là mát luôn. Căn nhà này với là chiều ngang 4m, dài 20m, một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng khách, một bếp như của chính chị. Đó. Sân trước rồi cái phần mặt dựng của căn nhà chúng ta đã được bên em nó dán gạch rất là sạch sẽ, rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Nó thay vì sử dụng sơn thì quý cô chính chị mình là sử dụng gạch thì nó sẽ bền hơn. Đó. Dễ dàng cần xử lý lau chùi và vệ sinh hơn nhóm của chính chị. Lớp cổng chính của căn nhà này là một lớp cửa thép 4 cánh. Đó, được sơn màu xám xin pha với kính cường lực. Đó, rất là dày và chắc chắn luôn nhóm của chính chị. Đó, không gian phòng khách của chúng ta thì vô cùng rộng rãi luôn. Với sử dụng nền gạch 4 kính màu trắng, đường kính gạch là gạch 60cm. Gạch ốp tường hai bên thì đã được ốp lên 1m2. Đó, toàn bộ cái phần tầng trệt này nhóm của chính chị. Cầu thang thì sẽ được đặt giữa nhà. Đó, với trần của căn nhà thì sử dụng trần thạch cao. Đi vào thì nổi họa tiết màu vàng thì rất là lung linh luôn. Đó, và tích hợp cho quý cô chính chị một cái đèn trần. Đó, rất là sang trọng luôn nha quý chính chị. Đèn led chiếu sáng cùng với đèn chiếu sáng hai bên nó đã được bên em lắp đặt sẵn cho quý cô chính chị. Đó, cầu thang thì thiết kế gặp như thế này thì sẽ có một khoảng trống ở phía dưới chân cầu thang nha quý cô chính chị. Thì quý cô chính chị mình có thể là tận dụng để chúng ta thiết kế một cái kệ gỗ hoặc là một cái kho để quý cô chính chị mình cất giữ những vật dụng mà ít khi dùng đến. Cầu thang thì sẽ có tay vịn là trụ gỗ cùng với cái phần mặt này thì sử dụng là kính cường lực. Nó rất là đẹp và sang trọng luôn nha quý cô chính chị. Cùng với đó cái phần đá hoa cương để ốp mặt cầu thang thì cũng rất là đẹp. Có những cái vân nè, nhìn rất là đẹp, rất là dễ dàng và lau chùi. Và được ốp cái phần đế chân tường này. Đây, đó. Đó, khi mà chúng ta bước đi thì cũng không có bị dơ cái phần sơn của phần tường nha quý chính chị. Đó, trần thì làm họa tiết phần chỉ nổi rất là đẹp nha quý chính chị. Đó, không gian phòng khách của chúng ta vô cùng rộng rãi luôn. Và sẽ có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt nha quý cô chính chị, phù hợp với quý cô chính chị nào đang cần tìm một căn nhà đó có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt này đó, để chúng ta có thể là ở dưới tầng trệt này đó, không phải đi cầu thang, vô cùng tiện lợi luôn nha quý cô chính chị. Ở trần thì phía bên trong này nó là trần cao đó, họa tiết bên trong thì cũng nhìn rất là bắt mắt luôn. Hệ thống dây điện của là máy lạnh, sau này về quý cô chính chị mình có thể lắp máy lạnh vào sử dụng thì cũng dễ dàng hơn. Cửa của phòng ngủ thì sử dụng cửa nhôm cùng với kính mờ nha quý cô chính chị. Gạch ốp tường thì được ốp toàn bộ ở cái phần tầng 1 này lên tầng trệt này lên là 1m2. Tiếp đến là không gian bếp, không gian bếp rất là đẹp luôn nha quý cô chính chị. Đã lắp đặt tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Đó, giải tủ hình chữ L thì cũng rất là rộng rãi. Nó rất là nhìn ngang luôn. Ở trên dưới thì quý cô chính chị mình có thể tha hồ mà sử dụng nha. Đó.
mặt bếp thì được sử dụng là đá hoa cương cùng với chậu rửa chén inox 304 nha cô chú anh chị. Dưới đây thì cũng có là ủ luôn này. Đó, vô cùng rộng rãi luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, vị trí này thì quý cô chú anh chị mình có thể là rửa rau rửa chén cùng và vị trí này thì quý cô chú anh chị mình có thể dùng để nấu ăn. Phía trên cũng đã có tích hợp ổ điện nha quý cô chú anh chị. Đó, tích hợp ổ điện cùng với là phần mặt dựng của bếp cũng đã được ốp gạch. Đó, rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh khi chúng ta sử dụng nấu ăn. Đó, cửa sau căn nhà này chúng ta sẽ có một phần sân sau nữa nha cô chú anh chị. Đó, phần sân sau cũng thoáng mát luôn, sân sau giếng trời. Đó, phía trên thì bên em đã làm mái che sẵn cho quý cô chú anh chị luôn rồi. Đó, với công dụng của phần mái che này là lấy ánh sáng, đó, chống mưa nha quý cô chú anh chị, chống mưa tạt. À, cuối cùng là không gian nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt thì sẽ có đầy đủ tất cả các trang thiết bị vệ sinh thiết yếu, bồn cầu, lavabo, vòi sen. Nó gạch ốp tường thì được ốp lên là 1.6 nha quý chú anh chị, với đèn chiếu sáng bên trong. Đó, nhà mới 100% nha quý chú anh chị, nhà mới 100% luôn, rất là đẹp, với tông nhà màu trắng nền gạch vẫn sử dụng màu trắng luôn, rất là sang trọng luôn. Đó, và sau đây mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em tiến lên cái phần tầng 1 của căn nhà. Ở phía trên đây thì đã có lắp đèn chiếu sáng cầu thang nha quý chú anh chị. Đó, trần ở trên. Đó, rất là cao luôn. Đó, cầu thang thì sẽ có tay vịn trụ gỗ xuyên suốt từ dưới tầng trệt lên tầng 1 nha quý chú anh chị. Đó, cùng với là kính cường lực. Phần tầng 1 này thì sẽ là 3 phòng ngủ cùng với là một nhà vệ sinh nha quý chú anh chị. Đó, 3 phòng ngủ thì sẽ có một cái căn phòng ở phía trước ra ban công đó. Quý cô chú anh chị mình có thể sử dụng làm một cái không gian phòng thờ. Ở đây là không gian phòng ngủ số 2. Không gian phòng ngủ này sẽ rộng hơn so với không gian ở phía dưới tầng trệt nha quý chú anh chị. Rộng hơn. Ở đây thì chúng ta có thể đặt giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm vô cùng thoải mái luôn. Phía trên trần vẫn là trần thạch cao. Họa tiết rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, rất là sang trọng luôn, hệ thống dây điện của máy lạnh. Đó, cùng với là cửa thì vẫn dụng là sử dụng cửa nhôm với kính mờ. Đó, để ra tăng độ riêng tư cho không gian phòng ngủ của chúng ta nha quý cô chú anh chị. Nhà vệ sinh ở phía trên tầng 1 của căn nhà vẫn là bồn cầu lavabo và sen inox, hệ thống dây điện phía trên. Và phía trên đó sẽ có một cái van. Cái van này là van của bồn chứa nước nha quý cô chú anh chị. Bồn chứa nước sẽ được đặt trên trần của nhà vệ sinh này. Đó, với công dụng là sẽ giữ trữ nước cho quý cô chú anh chị. Đề phòng trường hợp có cúp nước thì chúng ta vẫn có nước sinh hoạt ở phía bên trong nhà. Thì bồn phía trên là thể tích là 500 lít nha quý cô chú anh chị. Ở đây là không gian phòng ngủ số 3. Không gian phòng ngủ này đặc biệt hơn là sẽ có một phần cửa sổ để chúng ta nhìn ra phía sau căn nhà nha quý cô chú anh chị. Căn phòng ngủ có cửa sổ thì sẽ vô cùng thoáng mát luôn. Đó, vô cùng thông thoáng luôn nha quý anh chị. Đó, phía trên thì bên em cũng đã có là cái phần mái che của cửa sổ này, mưa sẽ không bao giờ tạt nha quý anh chị. Đó, mở cửa sổ ra thì rất là mát luôn. Đó, đầy đủ ánh sáng luôn nha quý anh chị. Đó, tiếp đến sẽ là căn phòng cuối cùng với phần mặt trước hướng ra ngoài ban công nha quý cô chú anh chị. Chỉ còn một căn duy nhất thôi nha quý cô chú anh chị, sổ hồng riêng đường ô tô. Đó, với sân trước có thể đậu được ô tô luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng này thì bằng với diện tích của không gian phòng khách nên vô cùng rộng rãi, rất thích hợp để quý cô chú anh chị mình làm một cái phòng nghỉ ngơi ở phía trên tầng 1 hoặc là một cái phòng thờ. Đó, thiết kế đèn đầy đủ như chỗ của chú anh chị, đèn led trần thạch cao cùng với hai cửa lấy sáng hai bên cùng với một cửa hai cánh ra ngoài phần ban công nữa nha quý chú anh chị. Ban công thì được đúc suốt cái phần mặt trước của căn nhà với chiều ngang 4m thì sẽ vô cùng rộng rãi luôn nha quý chú anh chị.
trút suốt cái phần mặt trước 4 mét đó, rất là rộng luôn. Nằm trong khu dân cư đã hiện hữu rồi nha quý cô chú anh chị. Ở đây thì chỉ còn một căn này là căn cuối cùng, nó nằm trong khu dân cư đã hiện hữu, ở gần ngay khu đô thị 561 nha quý cô chú anh chị. Từ đây chúng ta đi chợ Bình Chánh thì chỉ có là 5 phút thôi, rất là gần luôn. Đó, và hiện tại giá của căn nhà này vô cùng ưu đãi luôn nha quý cô chú anh chị. Giá chính xác của nó là 2 tỷ 250 triệu, 2 tỷ 250 triệu. Nó sổ hồng riêng mua là sang tên công chứng trong ngày. Và quý cô chú anh chị hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng theo dõi kênh em. Và có muốn đi xem nhà thì có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của em để phía bên dưới màn hình. Và bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Em xin mến chào và hẹn gặp lại. Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh Giá Rẻ 2022. Và em là Lâm Nguyễn nha quý cô chú anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà với diện tích là 100 m². Đó, với công năng sử dụng là sẽ là có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách và 1 bếp. Với giá vô cùng rẻ luôn nha quý cô chú anh chị. Và sẽ có sổ hồng riêng. Đó, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến là 1 tỷ cho quý cô chú anh chị. Căn nhà này sẽ có vị trí là nằm trên trục đường 835B nha quý cô chú anh chị. Nó phía sau chợ Hưng Long. Đường 835B gần ngay chợ Hưng Long và chợ Long Thượng. Đó. Hiện tại giải này có 4 căn nhà thì đã bán được 2 căn rồi nha quý cô chú anh chị. Đường trước nhà của chúng ta là đường bê tông 3 m, nó ô tô thì có thể vào đến tận nhà cho quý cô chú anh chị. Từ vị trí của căn nhà này chúng ta đi đường nhựa ra đến đường nhựa thì chưa đến 100 m cho quý cô chú anh chị. Căn nhà với thiết kế châu Âu tân cổ điển rất là đẹp luôn. Phù hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm căn nhà để chúng ta có thể ở đông người mà giá rẻ nữa nha quý cô chú anh chị. Và điều đặc biệt là sẽ có sổ hồng riêng đó, để đảm bảo cho quý cô chú anh chị chúng ta có thể vay ngân hàng được luôn. Căn nhà này thì sẽ có hướng chánh nam, rất thích hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm căn nhà có hướng phong thủy là đông tứ trạch nha quý cô chú anh chị. Đó, nhà chúng ta sẽ có là sân trước và sân sau. Sân trước thì đã làm cổng rào cho quý cô chú anh chị với 2 trụ cổng hai bên. Ở sân trước thì có chiều ra là 2 m rưỡi nha quý cô chú anh chị. Và được lót gạch rất là sạch sẽ luôn, rất là đẹp. Nhà này thì là nhà mới 100% nha quý cô chú anh chị. Đó. Ban công phía trên thì có chừa ra là 1 m 2, nó rất là đẹp luôn. Phía ngoài sân này vẫn có ống nước cho chúng ta nha quý cô chú anh chị, để quý cô chú anh chị mình có thể là trồng hoa phía trước rửa sân. Đó. Lớp cổng chính của căn nhà thì sẽ có một lớp cửa thép 4 cánh được sơn màu xin pha với tính cường lực. Đó, rất là dày và chắc chắn nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách của chúng ta thì sẽ có nền gạch ống kính, đường kính gạch là gạch 60 cm, với trần thạch cao hình hộp, đèn led chiếu sáng. Và trần của không gian phòng khách này cũng có lắp đặt sẵn cho quý cô chú anh chị một cái đèn trần rất là đẹp luôn. Cầu thang thì sẽ được đặt cạnh cửa ra vào luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, cầu thang đi lên. Ở tông nhà phía bên trong là tông màu trắng, rất là sang trọng và trang nhã. Không gian phòng khách của chúng ta vô cùng rộng rãi luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, thì vị trí này thì quý cô chú anh chị mình có thể lắp đặt tivi. Đó, phía dưới trần cầu thang thì cũng đã có ổ cắm điện rồi. Nhà nằm trong khu dân cư đã hiện hữu nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian phòng khách thì sẽ liền kề với không gian bếp, nó để quý cô chú anh chị mình có thể vừa nấu ăn ở phần không gian bếp này, vừa có thể trong nhà luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, không gian bếp này thì có tủ bếp trên và tủ bếp dưới với chất liệu là gỗ, với phần mặt bếp là đá hoa cương. Phần mặt dựng của bếp thì cũng đã có ốp những tấm gạch hoa văn rất là đẹp, tạo điểm nhấn cho không gian bếp. Và cũng như là quý cô chú anh chị mình nấu ăn dù mở có gian thì chúng ta cũng dễ dàng lau chùi và vệ sinh hơn. Đó, phía bên kia thì quý cô chú anh chị mình có thể nấu ăn. Và vị trí này thì là bồn rửa chén inox 304 cho quý cô chú anh chị. Đó, phần tủ bếp được đúc luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Không gian phòng khách và không gian bếp thì vô cùng rộng rãi. Trần thạch cao, nó đúc suốt cái phần trệt này. Và điều đặc biệt hơn là căn nhà này sẽ có một phòng ngủ ở phía dưới tầng trệt.
phù hợp với gia đình nào có cô chú lớn tuổi hoặc là trẻ em. À, nhà chúng ta có từ 6 tới 8 người thì mở vô cùng thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Đó, không gian phòng ngủ này với diện tích cũng vừa phải thôi, nhưng mà sẽ có thể đặt được một giường ngủ và một tủ quần áo thì vô cùng thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Cửa thì vẫn là cửa thép sơn tĩnh điện cùng với là kính mờ, nó tăng độ riêng tư cho công nhân phòng ngủ này. Phía trên thì vẫn là đèn thạch cao, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng cùng với hệ thống dây điện của máy lạnh đã lắp đặt sẵn nha cô chú anh chị. Nó phía bên trong được thiết kế rất là nhiều ổ cắm điện luôn. Và tiến về phía sau của căn nhà thì chúng ta sẽ còn là một nhà vệ sinh cùng với là khoảng sân sau nha cô chú anh chị, ngang 5m và dài 20m. Nó căn nhà của chúng ta 100m2, vô cùng rộng rãi luôn. Đó, nhà vệ sinh này thì sẽ có là bồn cầu, lavabo, vòi sen, gương cùng với là gạch ốp tường đã được ốp lên tới trần, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, phía bên trong căn nhà của chúng ta phía trên thì vẫn có một khoảng giếng trời để lấy ánh sáng. Đó, rất là thoáng mát luôn nha cô chú anh chị, rất là đầy đủ ánh sáng luôn. Đó, đây là cái khoảng sân phía sau của căn nhà. Đó, với sổ hồng riêng mua là sang tên công chứng trong ngày luôn nha cô chú anh chị. Từ vị trí này thì chúng ta di chuyển đi chợ Bình Điền, quốc lộ 50 thì chỉ mất tầm từ 20 phút thôi nha cô chú anh chị. Đó, cầu Ông Thình thì chúng ta đi cũng chỉ mất tầm là 20 phút thôi, rất là gần luôn, rất là thuận tiện di chuyển luôn. Đó, đi chợ Bình Chánh thì chỉ mất có 8 phút thôi. Cầu thang sẽ có tay vịn trụ gỗ, với mặt cầu thang được ốp đá hoa cương giúp quý cô chú anh chị mình dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Đó, bên trên tầng 1 sẽ có thiết kế vô cùng đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, cầu thang thì chúng ta di chuyển bước đi thì cũng vô cùng thoải mái luôn. Phần tầng 1 này thì sẽ có thiết kế là một phòng thờ, hai phòng ngủ cùng với một nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Phần nền gạch của phần tầng 1 này thì được ốp gạch giả gỗ, rất là đẹp luôn, gạch cũng kính giả gỗ, rất là sang trọng nha cô chú anh chị, đi kèm với tông nhà màu trắng. Nhà của chúng ta rất là sang trọng luôn. Đây là công viên phòng thờ nè quý cô chú anh chị. Đó, trần của phần tầng 1 này vẫn là trần thạch cao, nguyên khối cùng với đèn led chiếu sáng nha quý cô chú anh chị. Công viên phòng thờ này cũng có lắp đặt sổ ổ cắm điện cho quý cô chú anh chị. Đó, và phía bên tay phải em đây là nhà vệ sinh cùng với là một phòng ngủ nữa. Nhà vệ sinh này vẫn có thiết kế tương tự như là nhà vệ sinh ở phía dưới tầng trệt, rất là rộng rãi, quý cô chú anh chị mình có thể ngăn ra tầng 2. Nó để một bên là mình làm là phòng tắm và một bên là để làm nhà vệ sinh. Gạch ốp tường cũng được ốp lên tới trần luôn nha quý cô chú anh chị. Vẫn là bồn cầu, lavabo, vòi sen, inox cùng với là kính, đó, gương đã được gắn ở phía bên trong. Cửa của không gian nhà vệ sinh thì sử dụng cửa nhôm. Đó, đây là không gian phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Nó thiết kế vô cùng đặc biệt và rộng rãi. Này thì quý cô chú anh chị mình thoải mái đặt một tủ quần áo, một giường ngủ, một bàn trang điểm ở phía bên trong luôn. Còn đây là cửa sổ, nó giúp cho căn phòng ngủ của chúng ta thông thoáng hơn nha quý cô chú anh chị. Đó, thông ra giếng trời. Đó, căn nhà thuộc hướng chính nam, phù hợp với quý cô chú anh chị nào đang cần tìm căn nhà có nguồn tỷ là đông tứ trạch. Nó vô cùng đặc biệt, vừa đi lên cầu thang thì con sẽ có một khoảng trống ra cửa sổ thế này thì giúp cho cái phần cầu thang của chúng ta nó luôn thoáng mát và đầy đủ ánh sáng nha quý cô chú anh chị. Tiếp đến là không gian phòng ngủ số 3, vẫn là sử dụng cửa thép và kính cường lực, kính mờ, tăng độ riêng tư cho không gian phòng ngủ này. Đó, căn phòng này với nằm mặt ngoài hướng ra ban công, rất là đẹp luôn. Đó, sổ hồng riêng mua sang tên công chứng trong ngày luôn nha quý anh chị. Đó, căn nhà thiết kế vô cùng là đẹp luôn. Đó, ban công, cửa ra ban công, cửa bốn cánh. Rất là mát. Đó thì đường nhựa là vị trí đó nha quý cô chú anh chị. Từ đây ra đó chưa đến 100m nha quý cô chú anh chị. Ban công thì sẽ có lan can tay vịn làm bằng thép.
ở hình vòm rất là đẹp luôn. Đó, chừa ra cho chúng ta là 1 mét. Dân cư xung quanh thì đã hiện hữu rồi. Căn nhà này được ngân hàng hỗ trợ vay tối đa là được 1 tỷ đồng nhau của chính trị. Tỷ đồng thì đã bán được 2 căn rồi, chỉ còn lại có 2 căn thôi, sổ hồng riêng 50-100 mét vuông. Đó, và giá chính xác của căn nhà này là 1 tỷ 690 triệu nhau của chính trị, 1 tỷ 690 triệu. Đó, không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào. Đó, và quý cô chú anh chị hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng theo dõi kênh em, để cùng chờ đón thêm nhiều video hơn nữa. Và giờ em xin kết thúc clip này tại đây. Em xin mến chào và hẹn gặp lại. Và rồi, xin chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Bình Chánh của Lan Nguyễn. Hôm nay lại tiếp tục một căn nhà gia chủ có nhờ kênh Nhà Bình Chánh của Lan Nguyễn quay bán giúp cho quý cô chú anh chị một căn nhà nằm gần ngay ngã tư Phước Lý. Đó, cách chợ Bình Chánh chỉ có 2,5 km thôi, và căn nhà này pháp lý rõ ràng, nó đã có sổ hồng rồi nha cô chú anh chị. Và điều đặc biệt là đường vào nhà là đường bê tông 5m, và đường trước nhà cũng là đường bê tông 5m, ô tô có thể vào đến tận nhà chủ của chính chị. Đó, căn nhà này thì chị Lan nó có nhờ em quay bán giúp cho chính chị với đường ô tô có thể vào đến tận nhà. Cho quý cô chú anh chị mình có thể thấy luôn, đường rất là lớn, cùng với đó là hệ thống ống cống thoát nước đầy đủ hết cho chúng ta. Đó, ở đây thì quý cô chú anh chị mình không cần phải sợ, không cần phải lo về vấn đề ngập nước nha quý cô chú anh chị. Đó, ô tô vào đến tận nhà cho quý cô chú anh chị, và nằm trong khu dân cư đã hiện hữu rồi, dân cư xung quanh sinh sống rất là đông đúc rồi nha quý cô chú anh chị. Và chỉ có một căn này đó là kêu bán thôi. Đó, lý do chị Lan bán nhà là bán nhà về ở với con cũng có chính trị đó, nên dư ra một căn nhà thì đang cần bán đó, thì nên là mới bán nhau của chính trị. Căn nhà với diện tích là ngang 3m6 và dài 10m, một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 bếp. Và căn nhà này còn rất là mới luôn. Đây, từ vị trí ở phía bên ngoài vào thì căn nhà của chúng ta là vị trí số 5 đó, tính từ căn mặt tiền đường ở ngoài nha cô chú anh chị. Phần nền nhà cũng xây dựng có một khoảng cách với phần mặt đường. Đó, cống thoát nước thì đầy đủ. Ở đây thì chúng ta sẽ không sợ ngập nước, và phần mặt ngoài của căn nhà được thiết kế máy bằng. Máy bằng rất là hiện đại luôn nha cô chú anh chị. Với ban công ở phía bên ngoài là được đúc suốt và chừa ra cho chúng ta là 1 mét. Rất là đẹp. Căn nhà này thì sẽ phù hợp cho gia đình nào có từ 2 tới 4 người. Đó, cần một căn nhà để chúng ta ra riêng. Và hiện tại đang tìm một căn nhà mà có tầm tài chính dưới 1 tỷ, pháp lý rõ ràng, đảm bảo về tài sản cho chúng ta, thì đừng nên bỏ qua căn nhà này, đúng không quý anh chị? Đó, nằm ở trong phân khúc giá dưới 1 tỷ, đó, rất là rẻ, pháp lý rõ ràng, đã có sổ hồng rồi, đúng không quý anh chị? Và đầu tiên của căn nhà là sẽ có một lớp cửa thép 4 cánh màu trắng, đó, với kính cường lực, cùng với là phía trước đã có lắp rèm cho chúng ta rồi nha cô chú anh chị. Bộ rèm rất là đẹp luôn. Tiến sâu hơn thì là không gian phòng khách. Ở căn nhà này hiện tại cô Lan nó đã dọn đi rồi, đó, nhà trống nha cô chú anh chị, không có dọn dẹp nên là hơi bụi một xíu. Thì sau này về quý cô chú anh chị mình nhận nhà thì anh em sẽ lau dọn mới cho quý cô chú anh chị. Không gian phòng khách này thì sẽ có nền gạch bóng kính, đường kính gạch là gạch 60 cm, cùng với đó hai bên tường của chúng ta thì đã được ốp gạch 1m2, rất là sạch sẽ luôn, rất là dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Cùng với đó là trần thì là trần thạch cao trực hợp, cùng với đèn led chiếu sáng. Và phía chính điện của không gian phòng khách này có gắn một cái đèn chùm rất là đẹp, hai bên thì là đèn chiếu sáng, cùng với là một cái quạt treo tường. Đó, đây là khung tranh đã có dán gạch rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, rất là sạch sẽ luôn. Ngăn ra giữa không gian phòng khách và không gian bếp thì có một cái bức tường như thế này để có thể chắn ra giữa không gian phòng khách và không gian bếp. Đó, để nhìn trực tiếp vào thì sẽ không thấy không gian bếp. Thì bếp này là mặt bếp là đá hoa cương và đã có lắp đặt tủ dưới. Tủ dưới là tủ nhôm. Về thì quý cô chú anh chị mình có thể làm một
bộ kệ tủ ở phía trên này nữa. Cùng với đó là phần mặt dựng của bếp đã được dán gạch giúp chúng ta nấu ăn, rồi mới có văn thì cũng dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Và đây là bồn rửa chén inox 304 đó. Phía sau này vẫn có hệ thống cửa sổ thông gió giúp cho căn nhà của chúng ta thông thoáng hơn, giống cô chú anh chị. Phía dưới đây thì là vị trí để quý cô chú anh chị mình có thể lắp đặt máy giặt, ống cấp nước, xả nước và ổ điện ở phía trên. Nhà vệ sinh ở phía bên trong này thì sẽ có là bồn cầu, lavabo màu sen, gạch ốp tường thì được ốp lên là 2 mét. Ốp lên 2 mét rất là sạch sẽ. Phía dưới chân cầu thang thì sẽ có một khoảng trống như thế này. Quý cô chú anh chị mình có thể làm một cái kệ gỗ hoặc là một cái kho để chúng ta có thể cất giữ những vật dụng ít khi dùng đến. Cầu thang sẽ có tay vịn là trụ gỗ cùng với mặt cầu thang được ốp đá hoa cương. Ở tay vịn này từ phía tầng trệt lên tới tầng 1 luôn nha quý cô chú anh chị. Với chiều ngang của không gian cầu thang là 1m2, nó bước đi thì vô cùng thoải mái. Và sau đây em xin mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em tiến lên phần tầng 1 của căn nhà để xem sẽ có thiết kế như thế nào nha quý cô chú anh chị. Hiện tại em đã có mặt tại tầng 1 của căn nhà. Phía bên tay trái em đây thì là nhà vệ sinh cùng với một cái cửa sổ thông gió lớn hơn ở phía dưới tầng trệt, giúp lấy ánh sáng và lấy không khí giúp cho căn nhà của chúng ta sẽ thông thoáng hơn. Nhà vệ sinh này vẫn có thiết kế tương tự như là nhà vệ sinh nữa, phía dưới tầng trệt, nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh, nó có sửa chữa gì thì cũng rất là dễ dàng nha quý anh chị. Tầng 1 này thì sẽ là 2 phòng ngủ cùng với một nhà vệ sinh. Đây là không gian phòng ngủ đầu tiên với cửa nhôm. Và phía bên trong vẫn sử dụng nền gạch 4 kính, đường kính gạch gạch 60 màu vàng nhạt, được ốp đế chân tường rất là sạch sẽ luôn. Không gian bên trong này thì là tông màu trắng, đèn chiếu sáng, đèn ngủ cùng với trần đóng la phong, và có thêm một cái hệ thống thông gió cho không gian phòng ngủ này nha quý chú chị. Tiến về phần mặt trước của nhà là không gian phòng ngủ số 2. Không gian phòng ngủ này thì sẽ có diện tích lớn hơn không gian phòng ngủ vừa rồi, vẫn là cửa nhôm và không gian rộng hơn. Phần mặt ngoài hướng ra ban công thì sẽ có thêm hệ thống cửa sổ. Hệ thống cửa sổ thì đã có rèm, cùng với là hệ thống cửa sổ hai cánh là bằng thép, sơn tĩnh điện, tĩnh cường lực. Và cửa chính ra phần ban công cũng có rèm luôn nha cô chú chị. Do khóa bị hư rồi nên cô Lan đang kêu người vào để sửa đó, thì em không có thể quay cái phần ban công cho quý cô chú anh chị mình có thể xem được. Và hiện tại căn nhà này đang được cô Lan gửi bán cho bên em để báo giá với quý cô chú anh chị là mức giá chỉ có 900 triệu thôi nha quý cô chú anh chị. 900 triệu đó, rất là rẻ, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và quý cô chú anh chị có muốn đi xem nhà thì có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại của em để phía bên dưới màn hình. Phải nhớ ấn like và đăng ký kênh để cùng theo dõi kênh em. Đó, và em xin nhắc lại giá của căn nhà này là 900 triệu đồng nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ em xin kết thúc clip tại đây. Em xin mến chào và gặp lại.